để cho như sau: sụp từ từ CO2 đến dư. Vào dung dịch X chứa m gam NaOH và amon thằng này, kết quả được biểu diễn bơ đồ thị. Điều yêu cầu chúng ta là tính giá trị của m và a lần lượt là. Như vậy ở đây chúng ta nhận thấy như sau. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là hãy ghi cho thầy bốn cái phương trình liên quan tới cái CO2 cho vào CaOH 2 lần, được chưa? Đầu tiên em sẽ làm như sau. Em sẽ xét cho thầy, ghi cho thầy bốn phương trình. CO2 sẽ đi tác dụng với CaOH 2 lần để tạo thành CaCO3, cái tủ màu trắng, cộng cho H2O. Đây là phương trình 1. Chúng ta nghe kỹ. Ở đây đề cho chúng ta là m gam thằng này và amon thằng kia. Như vậy đây chúng ta có số mol của CaOH lần là amon rồi, thì chúng ta sẽ chuyển cho CO2. Đây A thì CO2 là A. Đây là A. Được chưa nhỉ? Như vậy vừa dựa vào đồ thị thì bạn thấy như sau. Như vậy khi đó là CO2 chúng ta sẽ tịnh tiến từ 0 đến A. Được chưa? Còn tụi chúng ta bên này vẫn là A. Ở đây người ta vẽ một cái tương đối không tuyệt đối em nha, do đó nó bị lệch một tí, các bạn thông cảm. Được chưa nào? Tiếp tục. Sau khi đó thì CO2 chúng ta sẽ đi tác dụng với NaOH. Số mol NaOH ở đây thầy cho nó là B mol đi. Được chưa? Rồi. Ở khi đó là CO2 sẽ đi tác dụng với NaOH để tạo ra muối trung hòa là Na2CO3 cộng cho H2O. Đây là phương trình 2. NaOH là B thì đây là 0,5B. Đây là 0,5B. Tiếp. Sau đó thì bạn biết là nó sẽ tạo ra muối axit. Muối axit thì trong hai thằng Na2CO3 sẽ tác dụng trước, còn CaCO3 sẽ tác dụng sau. CO2 bây giờ tác dụng với Na2CO3 cộng cho H2O để tạo ra NaHCO3. Đây là phương trình số 3. Số mol ở đây là 0,5B. Chuyển qua đây là 0,5B. Ở bên này là B. Được chưa nào? Sau đó là cái CO2 chúng ta tiếp tục tác dụng với gì? CO2 chúng ta tiếp tục tác dụng với CaCO3 và nước để tạo ra CaHCO3 tất cả hai. Đây là phương trình 4. Như vậy cái số mol ở đây mình trên này là A này, ở dưới này vẫn là A. Thì chuyển qua đây nó là A và bên này là A. Rồi, bạn nghe kỹ. Bây giờ trong đồ thị thì chúng ta nhớ cho thầy là CO2 chúng ta có các điểm như sau: A cộng 1,2 và 2,8. Như vậy chúng ta sẽ xét tại hai điểm, điểm A cộng 1,2 và 2,8, được không bạn ơi? Bởi vì cái đoạn A này là nó sẽ ra phương trình này rồi. Được chưa? Như vậy chúng ta xét này, xét tại hai điểm. Mình ghi bên này đổi màu cho bạn dễ nhìn. Tại mol CO2 bằng A cộng 1,2. Được chưa? Thì mình sẽ có như sau. Khi đó CO2 chúng ta bây giờ sẽ là bằng A này cộng 0,5B này cộng 0,5B này, bạn hiểu không? Nó sẽ bằng A cộng 0,5B cộng 0,5B. A hai vế rút gọn, từ đây em sẽ suy ra được B bằng bao nhiêu? B bằng 1,2 đúng không bạn ơi? B, nếu B bằng 1,2 thì chúng ta ở đây chúng ta đã tính được khối lượng của NaOH rồi. Tính khối lượng NaOH cho thầy tại đây luôn. 1,2 em nhân cho 40. Thì đây mình tính được là bằng 418 gram. Rồi. Sau đó chúng ta xét tại cái điểm A bằng 2,8. Tại mol CO2 bằng 2,8. 2,8 là cái điểm cuối cùng của đồ thị, điểm cuối cùng đây. Thì cái đó nó sẽ xảy ra đây.
Tổng số mol CO2 bây giờ là đây. Vậy khi đó chúng ta sẽ có đó là A cộng 0,5B cộng 0,5B cộng A tương đương 2,8. A cộng A là 2A. 0,5B cộng 0,5B là B, mà B ở đây bằng 1,2. Từ đây mình sẽ tính A được bằng 2,8, mà chúng ta trừ đi 1,2 thì còn lại 1,6. 1,6 mà em chia cho 2 thì A đây bằng 0,8. Khi đó chúng ta sẽ có được cái yêu cầu chúng ta tính A và M đúng không? A có rồi, M có rồi. Như vậy bài toán tới đây là xong em nhé. Vậy thôi. Có đúng bây giờ mình chọn là câu B. Rồi, bạn hỏi là giải lại cái chỗ điểm này. Thì bạn hiểu ở đây là cái điểm này này là gì? Rồi, nó xảy ra các phương trình ở đây, xảy ra là phương trình 1 này, phương trình 2 này, phương trình 3. Và tại điểm cuối cùng ở đây thì nó tạo ra mối axit, được chứ bạn ơi? Khi đó tổng số mol CO2 chúng ta là bằng A cộng 0,5B cộng 0,5B. Và ở đây nó bằng A cộng 1,2. Hai thằng này rút gọn, em tính được B bằng 1,2. Được chưa? Còn gì nữa không em ơi?